Kính chào chị, trong trình kênh chứng khoán Hội Phạm Stocks, thị trường kết thúc phiên trong trạng thái giảm điểm nhẹ với các cái mã cổ phiếu giảm chiếm ưu thế khi chúng ta có 242 mã cổ phiếu giảm và chỉ có khoảng 216 mã cổ phiếu tăng điểm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhìn thấy điểm sáng đến từ một số cái nhóm ngành cổ phiếu và nổi bật chính là nhóm ngành cổ phiếu của thép khi mã cổ phiếu của NKG được kéo tăng điểm rất là tốt. Và như cái video mà em chia sẻ cuối tuần trước với anh chị em chúng ta, hai cái nhóm cổ phiếu có khả năng tuần này sẽ bật tăng rất là mạnh và tăng rất là tốt. Đó là nhóm ngành cổ phiếu của bất động sản và nhóm ngành cổ phiếu thép, và sau phiên dịch của hôm nay hai cái nhóm ngành đó đã thể hiện rất là tốt những cái gì mà chúng ta đã dự báo. Điều đó là một tín hiệu rất là tích cực cho thấy được cái dòng tiền trên thị trường chúng ta vẫn đang chảy rất là tốt đến các cái nhóm ngành cổ phiếu và không có bất kỳ một nhóm ngành nào có thể bị bỏ lại ở phía sau, đúng không anh chị? Nhưng có cái điều đáng tiếc về cái nhóm ngành cổ phiếu thép ngày hôm nay, đó chính là mã cổ phiếu của NKG. Khi kết thúc phiên dịch nó lại không đóng trong một trạng thái kịch trần do cái áp lực bán vẫn còn rất là mạnh. Và với việc cổ phiếu của NKG ngày hôm nay nó không đóng phiên trong một trạng thái là tăng trần thì có thể nó sẽ phải có những quá trình là tích lũy trở lại, thậm chí nếu như rủi ro hơn có thể nó sẽ gặp phải trạng thái là rũ bỏ tương đối là cao. Và khả năng đối với anh chị em chúng ta có đu trần đối mã cổ phiếu của NKG ngày hôm nay thì khi hàng về chúng ta sẽ có những cái rủi ro nhất định. Nên nếu như ngày kia khi mã cổ phiếu của NKG về đến tài khoản của anh chị em chúng ta thì anh chị em chúng ta nên đưa ra cái hình thức quản trị rủi ro thật là tốt đối với mã cổ phiếu của NKG. Có thể anh chị em chúng ta cần phải hạ bớt cái tỷ trọng hoặc là chúng ta phải cơ cấu hết nếu như nó có những vận động thực sự là rủi ro, anh chị em. Vì cái điểm mua của NKG ngày hôm nay nó cũng không thực sự an toàn bởi vì nó là điểm nổ chạm ngay cái vùng cản đỉnh trước ở đây, cũng như là thị trường của chúng ta chưa điều chỉnh xong, chưa cân bằng xong, anh chị ạ. Nên vẫn phải nhắc lại với anh chị em chúng ta là khi VN-Index của chúng ta chưa cân bằng xong, những cái điểm mua của anh chị em chúng ta dù có đúng kỹ thuật ra sao thì nó vẫn có thể là bị fail do yếu tố thị trường chung nó không ủng hộ, anh chị nhá. Do vậy anh chị em chúng ta có mua thì chúng ta chỉ nên mua với những cái tỷ trọng thực sự là nhỏ, thăm dò theo tỷ trọng là cà phê thôi. Nếu như không may cổ phiếu đó đi ngược với những cái mà chúng ta đang mong đợi thì chúng ta sẽ bị thiệt hại về vốn không quá là nhiều. Còn bây giờ mà anh chị em chúng ta cứ mua, chúng ta đánh all in, chúng ta đánh full margin thì đó là những cái rủi ro cực kỳ là cao đối với một cái bối cảnh thị trường đang có những sự biến động rất là mạnh hiện tại, anh chị nhá. Còn về vận động của thị trường hiện tại thực sự vẫn đang mang lại cho nhà đầu tư chúng ta những cái sự lo lắng nhất định khi mà các cái mã cổ phiếu vẫn tiếp tục trong một trạng thái giảm điểm, và có thể nhiều anh chị đang cảm tưởng cái tài khoản của mình lại tiếp tục rơi vào trạng thái là bò thùng xẻng trong các cái phiên giao dịch gần đây. Và thị trường của chúng ta thì nó vẫn đang chưa cân bằng và nó vẫn còn có những cái biến động thực sự là chưa rõ ràng về cái xu hướng. Và một cái điều nữa anh chị có thể nhìn thấy được là trong những cái phiên giao dịch gần đây ấy, là cái đội nước ngoài nó liên tục bán dòng trên thị trường chúng ta. Và trước đây khi cái đội nước ngoài bán dòng thì sau đó cái thị trường của chúng ta hay gặp phải những cái biến động nó không được sự tích cực, có thể là những phiên điều chỉnh rất là rát, điều chỉnh rất là mạnh. Nên đây cũng là một tín hiệu mà anh chị em chúng ta cần phải chú ý đối với bối cảnh thị trường hiện tại. Chúng ta phải hết sức là tỉnh táo, anh chị em chúng ta phải hết sức là cẩn trọng trong việc chúng ta đưa ra những quyết định là mua mới và quản trị rủi ro tối đa cho cái tài khoản của mình, anh chị nhá. Bởi vì bản thân em vẫn thấy thị trường của chúng ta nó chưa đạt một trạng thái cân bằng đâu, và nó vẫn có cái xu hướng có thể điều chỉnh thêm nếu như thị trường của chúng ta trong những phiên tới nó test lại thực sự không thành công, anh chị ạ. Nên chúng ta làm sao phải đưa tài khoản của mình về những cái trạng thái an toàn nếu như vị thế của chúng ta không thực sự tốt, chứ đây không còn phải là một cái dạng mà chúng ta có thể mua một cách bất chấp nữa, anh chị nhá. Thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau để đi vào phân tích chi tiết hơn trên góc nhìn đồ thị kỹ thuật để chúng ta đánh giá xem trong những phiên tới thị trường của chúng ta sẽ ra sao, và tại vì sao em đánh giá là thị trường có khả năng sẽ có những cái sự phục hồi trong những cái phiên giao dịch sắp tới, và hành động của chúng ta sẽ là gì nếu như thị trường cho có những cái trạng thái là phục hồi, và đâu là cái nhóm ngành cổ phiếu mà anh chị em chúng ta vẫn phải chú ý kỹ cho em khi thị trường phục hồi, khi thị trường chúng ta cân bằng bạn, có thể đó chính là nhóm ngành sẽ bước vào con sóng tiếp theo, anh chị ạ. Anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào phân tích ngay bây giờ, anh chị ạ. Thì trước khi đi vào phân tích thì rất mong anh chị đang xem video của em, anh chị nhớ like video ủng hộ cho những cái chia sẻ của em, cũng như anh chị em chúng ta ấn vào cái phần đăng ký kênh nếu như chị em chúng ta biết đến kênh của em lần đầu tiên, để những video tới anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật đầu tiên. Và anh chị em chúng ta có thể là tham gia với Zoom cộng đồng của em, thì em có hai đường link Zoom cộng đồng. Một là em để bên dưới phần bình luận của video đây, em có ghi ở phần đầu tiên, anh chị em ta có thể tham gia ở đó. Hai là anh chị em chúng ta mở cái phần mô tả của video thì em cũng có để hai cái đường link ở đó, thì anh chị em ta tham gia giúp em hai cái nhóm cộng đồng đây. Đấy, thì anh chị em ta nhập vào cái mật khẩu là 123456, hoặc anh chị em chúng ta có thể là trả lời câu hỏi thì bên em sẽ duyệt anh chị em chúng ta vào Zoom, anh chị nhá. Còn anh chị em chúng ta nếu như thấy cái phương pháp đầu tư của em và anh chị em chúng ta phù hợp với nhau thì chị có thể là tham gia với Zoom khách hàng của em, để sắp tới khi thị trường cho cân bằng em sẽ khuyến nghị anh chị em chúng ta đánh với tỷ trọng cao, tỷ trọng lớn vào những cái mã cổ phiếu tốt trên thị trường, các cái mã cổ phiếu nó set up được những cái form tốt, đó là những thời điểm mà chúng ta sẽ lên tàu, anh chị nhá. Đấy, và em cũng sẽ cơ cấu cho anh chị em cho cái tài khoản, nếu như tài khoản của anh chị em chúng ta hiện tại đang cầm những cái mã cổ phiếu yếu để chúng ta sẽ chuẩn bị vốn cho cái trận đánh tiếp theo, anh chị ạ. Anh chị em chúng ta đang có cái nhu cầu, anh chị em ta đang có cái nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS về bên môi giới chứng khoán, đây chị có thể là liên hệ với em để tham gia về team của em, anh chị nhá. Thì trên cái kênh của em có ghi ở ngay cái đầu trang chủ ấy một cái video về tuyển dụng nhân sự tại VPS, thì anh chị em chúng ta có thể là theo dõi chi tiết lại cái video đó, để anh chị em chúng ta nếu như cảm thấy phù hợp thì anh chị em ta liên hệ với em để tham gia cùng em anh chị ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để phân tích chi tiết về cái mặt thị trường sau phiên ngày hôm nay, tại sao thị trường của chúng ta lại có cái khả năng phục hồi anh chị nhá. Đầu tiên anh chị có thể nhìn thấy được về mặt điểm số, thì về mặt điểm số thị trường của chúng ta ngày hôm nay nó giảm nhẹ đúng không ạ, nó giảm nhẹ là 1,1 điểm, tương giảm 0,09% thôi. Và cái việc giảm điểm ngày hôm nay anh chị thấy có bất ngờ anh chị? Không có gì bất ngờ anh chị, bởi vì chúng ta đã dự báo trong phiên giao dịch của ngày hôm qua rồi. Đó chính là việc thị trường của chúng ta do một trạng thái là rút chân tăng điểm trở lại với cây vôn cao, thì xu hướng sau đó nó sẽ là diện giảm điểm và test trở lại cái cây rút chân đó. Và ngày hôm nay thị trường của chúng ta test trở lại, đó là vận động bình thường và vận động sẽ phải xảy ra thôi anh chị nhá. Đấy, và khi thị trường của chúng ta với một trạng thái test của ngày hôm nay nó có cái điểm tốt, đó chính là gì? Cái khối lượng giao dịch đã có những cái sự thấp trở lại. Đấy, chúng ta cần đó chính là thị trường ngày hôm nay nó giảm điểm trở lại nhưng cái khối lượng bán nó phải thấp đi, chứng tỏ cái lực cung ra không còn nhiều thì thị trường mình có khả năng phục hồi. Còn nếu như ngày hôm nay thị trường tiếp tục giảm để phủ nhận lại cái cây rút chân ở đây mà cái vol nó lại cực kỳ là cao, thì đó là một tín hiệu xấu và có thể thị trường chúng ta sẽ tiếp tục cái nhịp giảm điểm trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Và đây chính là điều kiện cần để thị trường của chúng ta có những sự phục hồi, và đó là lý do vì sao mà em giá thị trường có khả năng phục hồi trong phiên giao dịch của ngày mai anh chị nhá. Đấy, nên nếu như trong phiên giao dịch của ngày mai thị trường của chúng ta tiếp tục đầu phiên có thể sẽ nhúng sâu xuống cái vùng giá khoảng 1.130 điểm bên dưới, sau đó cuối phiên nó rút chân được lên trở lại, thì đó một tín hiệu rất là tuyệt vời và chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ tìm được cân bằng ở đây và nó sẽ không giảm nữa, và chúng ta sẽ có một cái vùng nền tảng giá đi ngang. Nên cái phiên giao dịch của ngày mai nó sẽ là một phiên giao dịch rất là quan trọng đối với thị trường của chúng ta, là một phiên cho chúng ta thấy được cái ý chí của nhà đầu tư trước xem liệu người ta có muốn giữ lại cái vùng hỗ trợ vùng giá 1230 để tạo ra một biên từ vùng giá 1220 đến vùng giá 1280 không, hay là người ta sẽ đạp thủng cái vùng giá đó và thị trường chúng ta sẽ bước vào nhịp điều chỉnh tiếp theo, có thể sẽ điều chỉnh sâu hơn anh chị nhá. Đấy, thì phiên ngày mai sẽ là phiên rất là quan trọng. Về bản thân em thì em đang mong muốn là thị trường của chúng ta nó sẽ không bị rơi sâu nữa, có thể phiên ngày mai thị trường có thể sẽ giảm xuống, sau sẽ rút chân trở lại và tìm ra những cái điểm cân bằng ở đây để đi lên. Còn bây giờ thị trường cho mà giảm một điểm nữa ấy, thì có thể tài khoản của nhiều nhà đầu tư chúng ta sẽ gặp thêm những khoản lỗ tương đối là cao anh chị ạ. Đấy, thì có thể thị trường của chúng ta trong cái phiên dịch của ngày mai sẽ có một tín hiệu đầu phiên giảm và cuối phiên có thể sẽ rút chân và phục hồi lên bên trên anh chị ạ, có thể phục hồi lên bên trên. Tuy nhiên khi thị trường của chúng ta phục hồi lên bên trên nhá, phục hồi tức là ngày mai có thể sẽ rút chân lên bên trên, thì thị trường của chúng ta đã an toàn hay chưa? Theo đánh giá thị trường chưa an toàn, đặc biệt là trong trường hợp ngày mai thị trường phục hồi lên một cái vôn thấp anh chị nhá. Nếu như thị trường của chúng ta phục hồi lên một cái vôn thấp hoặc cả vôn cao đi, thì sau đó kiểu gì nó cũng sẽ có những trạng thái là test trở lại, có thể sẽ test theo kiểu là hồi lên bên trên và test trở lại ở đây chị nhá, hồi lên và test trở lại, hoặc có trường hợp nhá nó sẽ test ngay, tức là ngày mai phục hồi vào ngày hôm sau sẽ có một trạng thái là test đỏ trở lại ngay. Đấy, thì thị trường của chúng ta phải trải qua được cái phiên test trở lại đó thì thị trường của chúng ta mới xác nhận được là liệu cân bằng đó và đi lên hay không anh chị ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ví dụ trên đây, em sẽ cho anh chị em chúng ta thấy khi thị trường của chúng ta nhá, khi thị trường của chúng ta nó có một trạng thái, kể cả ngày mai nó có một trạng thái rút chân phục hồi lên bên trên này anh chị này, thì sau đó nó sẽ có một trạng thái là test trở lại. Đấy anh chị thấy không, sau khi test trở lại xong thì những cái cây ở đây nó bắt đầu xác nhận là vùng cân bằng hoàn thành này. Đấy, nó phải test trở lại vào phục hồi ở phiên thứ hai thì sau đó thị trường mới có một nhịp tăng tiếp theo, chứ không thể nào thị trường của chúng ta nó có thể là gì ạ, nó có thể là sẽ tăng được ngay lên bên trên đâu anh chị em, ta phải lưu ý cho em điều như vậy nhá. Tức là ngày mai thị trường có hồi lên bên trên này, nó sẽ là gì, nó sẽ test trở lại phiên sau đó, sau khi test xong ấy nó sẽ có một phiên phục hồi tiếp ở đây này, tức là hình thành cặp 4 thanh 3 như đây, thì khi đó thị trường của chúng ta mới có cơ hội để tiếp tục đi lên những vùng giá bên trên. Còn nó không làm được câu chuyện đó, thị trường của chúng ta có phục hồi có thể sau đó sẽ test fail và nó sẽ gì, nó sẽ có một trạng thái như sau này, hồi lên này, giảm điểm này với vùng lượng cao và tiếp tục đóng phiên giảm, tiếp tục ở nhịp tiếp theo, và đó là cái điều cực kỳ rủi ro đối với anh chị em chúng ta, mà anh chị em chúng ta cần phải lưu ý về cái nhịp test đó anh chị nhá. Anh chị cứ nhìn lại cái đoạn trước đây thôi để anh chị em chúng ta nếu như nó có hồi phục hồi lên bên trên khối lượng rất là thấp, và khi đó có thể nó sẽ kéo nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán, thường sẽ kéo nhóm ngành chứng khoán, nó tạo hiệu ứng cho thị trường của chúng ta. Anh chị em ta phải hết sức đề phòng nhá, đừng có FOMO đây anh chị thấy không, khi nó giảm xuống nó sẽ có phiên phục hồi lên bên trên, thì sau khi phục hồi xong anh chị thấy ạ, nó sẽ phải test trở lại, nhưng nếu như test trở lại với cái vôn cao thì nó sẽ gì, có một nhịp giảm tiếp theo. Đó, chúng ta sẽ chưa biết nhịp giảm đó sao, nhưng thị trường cần phải có nhịp test đó thì chúng ta mới có thể là tham gia trở lại với tỷ trọng cao được anh chị em, chúng ta phải hết sức lưu ý cho em nhá. Đây giống như đây chị này, sau khi thị trường của chúng ta này, nó có một trạng thái giảm rút chân này thì ngày hôm sau nó có thể trả điểm lại và ngày hôm sau có thể sẽ phục hồi nhá, nó sẽ phục hồi xong, nhưng cái điều chúng ta cần nhìn thấy đó gì, nó có quá trình test trở lại. Nếu như quá trình test trở lại với vôn cao hơn so với phiên phục hồi đó thì nó sẽ tiếp tục giảm nhịp nữa Anh chị nhìn chưa? Đấy, tức là thị trường có phù chúng ta phải đợi quá trình test cho em thì anh chị tham gia nó mới thực sự an toàn. Và lát nữa sẽ phân tích cho anh chị em và trên góc nhìn của những cái mã cổ phiếu trên thị trường, anh chị em ta sẽ nhìn thấy rõ nó sẽ phải test ra sao nhá. Hay trước đây anh chị có thể thấy không ạ? Khi thị trường của chúng ta giảm nó sẽ có những phiên gì phục hồi trở lại. Đấy, tức là ngày mai có thể thị trường của chúng ta sẽ phục hồi lại khoảng 10 điểm, có 11, 12 điểm cũng có nhá. Nhưng sau đó test trở lại này. Đấy, nếu như quá trình test với volume cao nó sẽ tiếp tục gì? Fail, nó sẽ rơi xuống bên dưới. Anh chị nhìn thấy chưa? Anh chị nhớ cho em một điều như vậy nhá, đây là điều rất là quan trọng mà anh chị em chúng ta có thể không nhận ra và có thể chúng ta sẽ gặp những rủi ro nếu như thị trường nó test trở lại bị fail anh chị nhá. Đấy, nó giống như đây thôi anh chị này, khi giảm xuống này nó sẽ có một phiên phục hồi này, phục hồi xong nếu như test trở lại fail nó sẽ giảm tiếp nhịp tiếp theo. Đấy thì thị trường của chúng ta hiện tại nó cũng đang như vậy anh chị nhá, nó cũng đang có một trạng thái là rơi giảm rồi thì ngày mai có phục hồi lên bên trên thì anh chị em chúng ta cũng phải chờ cho em nó thường sẽ test trở lại đây, test xong bắt đầu phục hồi lên thì khi nó xác nhận được một cái điểm đây thì em đánh giá là cái vùng giá 1230 rất dễ là cái vùng giá thị trường sẽ cân bằng được và nó sẽ đi lên, nó sẽ giống như dọn đây chị, thị trường có thể sẽ tạo ra một biên hộp đây. Đấy, tức là ngày mai có thể sẽ ổn nhá. Đấy, chị em ta phải lưu ý cho em đang phân tích rất là kỹ cái điều đó cho anh chị em ta để anh chị em ta phải hết sức là bình tĩnh. Nếu như ngày mai có nhiều cổ phiếu có tăng mạnh chúng ta nhảy vào chúng ta đua nhá, chưa chắc chúng ta đã có ăn đâu anh chị ạ, chưa chắc đã có ăn hàng về anh chị em có thể bị kẹt hàng. Nên nếu như thị trường có phục hồi trong cái phiên dịch của ngày mai anh chị em chúng ta vẫn phải hạn chế cái việc mua mới cho em. Nếu mua anh chị em chúng ta phải mua với tỷ trọng nhỏ mang tính chất là thăm dò thôi anh chị em, chứ không đánh với tỷ trọng là cao. Và anh chị hãy chọn cho em những cái nhóm ngành cổ phiếu đã bắt trend rồi, đã đi lên rồi, đang giữ giá tốt phần về trên để anh chị em chúng ta sẽ mua những cái mã cổ phiếu đó. Thì có không may nó giảm đi, nó có test trở lại fail đi thì nó sẽ có thể giảm ít hơn so với những cái nhóm ngành cổ phiếu nằm tít bên dưới thì nó sẽ giảm và sẽ giảm mạnh hơn anh chị nhá. Mua những cái mã cổ phiếu bên trên là ra sao, ví dụ anh chị nhá, chẳng hạn như trong phiên dịch ngày mai đi nó có những cái trạng thái là phục hồi lên thêm bên trên đấy, chẳng hạn như con cổ phiếu BDA ví dụ anh chị nhá, chứ em không khuyến nghị anh chị em ta mua những con cổ phiếu như vậy đấy. Chẳng hạn như ngày mai con cổ phiếu BDA nó có một trạng thái gì ạ, phục hồi lên bên trên đây đấy thì anh chị em ta có thể mua được với tỷ trọng là nhỏ đây, thăm dò theo kiểu là cà phê đâu, bởi vì sau đó nó sẽ có quá trình là test trở lại, test xong thì may ra nó có đi lên thì nó mới đi lên thôi, chứ nó không thể nào mà ngày mai nó sẽ đi lên được ngay anh chị nhá. Đấy, không thể là một ngày mai hồi phục và nó sẽ tăng ngay. Đấy thì anh chị em chúng ta chỉ mua với tỷ trọng nhỏ để đánh cà phê thôi nhá, chứ chúng ta sẽ không mua những cái cổ phiếu nằm bên dưới. Ví dụ cùng nhóm ngành đó con cổ phiếu của FDT nó đang nằm bên dưới đây thì chúng ta sẽ không mua anh chị nhá, chúng ta sẽ không mua. Đấy, chúng ta sẽ mua những cái mã cổ phiếu mà nó nằm bên trên thì cái xác suất mà nó an toàn cho anh chị em chúng ta sẽ cao hơn, bởi vì nó có cản ít thì khi nó gặp áp lực bán nó sẽ gặp áp lực bán hơn và nó sẽ thường có những cái dòng tiền đỡ được anh chị em. Đấy là cái điều mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta trong cái phiên dịch của ngày mai. Có mua thì chỉ mua những cái mã cổ phiếu bên trên và nhớ cho em đi với tỷ trọng nhỏ thôi, cho đến khi nó test trở lại cân bằng anh chị ạ, cho đến khi nó test trở lại cân bằng thì chúng ta mới đánh với tỷ trọng cao anh chị ạ. Còn với anh chị em chúng ta cầm cổ phiếu thì chúng ta sẽ phải hành động ra sao? Thì nếu như anh chị em chúng ta đang cầm cổ phiếu, thị trường có hồi phục lên bên trên, đặc biệt là thị trường của chúng ta mà nó có hồi ngày mai lên bên trên với khối lượng nhỏ thôi nhá, hồi phục lên bên trên với khối lượng nhỏ thôi, thì anh chị em chúng ta hạ bớt một phần tỷ trọng vào cho em. Đặc biệt với anh chị em chúng ta nhá, đối với anh chị em chúng ta đã cầm những cái mã cổ phiếu và bị vi phạm rồi anh chị hiểu chưa, tức là mã cổ phiếu anh chị em đã bị vi phạm rồi, điểm mua của chúng ta bị sai rồi thì chúng ta phải cơ cấu thôi, chứ chúng ta không để lì cầm như những cái anh chị mà chúng ta mua đúng cái vị thế được anh chị ạ. Đấy, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu trong những cái dòng cổ phiếu yếu anh chị ạ, và đây là giai đoạn cực kỳ là quan trọng, cực kỳ là cần thiết để anh chị em chúng ta sẽ bắt đầu nhìn nhận lại danh mục của mình, bán đi những cái mã cổ phiếu yếu đi để chúng ta sẽ cơ cấu, chúng ta sẽ có vốn để cơ cấu sang những cái mã cổ phiếu mạnh. Bởi vì sau mỗi cái nhịp chỉnh của thị trường ấy, các cái dòng dẫn mới nó sẽ xuất hiện, và khi các cái dòng dẫn mới đó xuất hiện thì nó sẽ tăng rất là mạnh và chúng ta phải có vốn để cho mua những cái mã cổ phiếu đó. Còn những cái mã cổ phiếu trong danh mục của anh chị em chúng ta đã yếu rồi thì sau mỗi nhịp chỉnh nó sẽ càng yếu hơn, nó sẽ càng tiếp tục nó sẽ giảm mạnh hơn, và anh chị em chúng ta sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều những cổ trên thị trường và chúng ta sẽ bị chôn vốn ở những cái mã cổ phiếu anh chị nhá. Nên nếu như có hồi phục thì anh chị em ta cầm mã cổ phiếu bị vi phạm này, cổ phiếu yếu, chúng ta vẫn phải nên đưa ra hành động xử lý, có thể là hạ bớt một phần tỷ trọng đi anh chị ạ. Tất nhiên là nói cái việc chúng ta bán mã cổ phiếu đi nó sẽ rất là khó khăn vì nó cắt vào máu anh chị em ta mà, nhưng chúng ta phải đánh đổi thôi. Chẳng hạn như bây giờ anh chị em ta bán một cái mã cổ phiếu 4-5% thì chúng ta có vốn, thì sau này anh chị em ta có những cái mã cổ phiếu đạt điểm mua anh chị em ta mua vào thì chúng ta có thể mang lại cho mình những khoản lợi nhuận rất là nhanh và chúng ta có thể gỡ lại được hoàn toàn anh chị ạ. Đấy, kiếm một khoản lợi nhuận trên thị trường lãi khoảng 15-20% nó không khó anh chị nhá, nó không khó. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta để cái khoản lỗ chúng ta sâu quá rồi khoảng 30-40% ấy, để tìm một cái khoản lãi là 30-40% nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Đó cái điều mà anh chị em chúng ta phải hết sức là chú ý cho em anh chị nhá. Đấy, hoặc anh chị em ta mà đu cao này, nhưng ngày mai nó có hồi về test đỉnh thì chúng ta phải bán thôi. Ví dụ anh chị có thể thấy được nhiều mã cổ phiếu lắm, chẳng hạn như mã cổ phiếu con FDT đây em ví dụ nhá, anh chị em ta mà còn lỡ đu đỉnh ở bên trên này đấy, chẳng hạn như ngày mai nó có hồi lên bên trên là test lại vùng đỉnh ở khoảng giá 157 đây, anh chị em ta đu bên trên chúng ta phải bán thôi, bởi vì cái vị thế chúng ta bị đu rất là cao Được chưa? Hay đối với anh chị em ta mua con cổ phiếu FTS ở cái vùng giá bên trên là vùng giá khoảng 64 bên trên mà nó có hồi lên vùng giá 64 thì đó là điểm mà anh chị em chúng ta sẽ phải bán ra đối với mã cổ phiếu của FTS, chứ chúng ta không thể nào mà giữ được như những cái người ta mua ở vùng nền tảng giá 45 bên dưới được, nó sẽ hoàn toàn khác nhau về vị thế chị nhá. Đấy, vị thế chúng ta bị sai mua cao, chúng ta phải đưa ra hành động xử lý cho mình, chứ chúng ta không được lì anh chị nhá, bởi vì chúng ta không biết được sau này nó sẽ vận động ra sao đâu. Anh chị phải hết sức là chú ý cho em. Đấy, hiện đang chia sẻ cái hành động rất là cụ thể đối với từng anh chị em chúng ta, đối với từng cái vị thế để anh chị em chúng ta sẽ đưa ra những quyết định thực sự là phù hợp anh chị em. Kể cả trong cái bản tin sáng của em anh chị có thể thấy được em bao giờ sẽ phân tích rất là kỹ từng cái hướng đi cho anh chị em chúng ta. Chẳng như về đánh giá thị trường thì ngày hôm nay đánh giá này, mặc dù thị trường có rút chân với khối lượng cao nên khả năng với đất của chúng ta sẽ test lại phần rút chân này trong phiên giao dịch của ngày hôm nay hoặc các phiên dịch tới. Anh chị thấy đúng ạ, ngày hôm nay test rồi đấy, ngày hôm nay giảm test rồi đấy. Nếu như việc test lại với khối lượng thấp hơn trung bình 20 phiên, không mất hỗ trợ 120, thị trường có khả năng sẽ có nhịp phục hồi. Đấy, chúng ta dự báo được hết những điều đó rồi, chứ chúng ta không cần phải đến ngày hôm nay xảy ra thì chúng ta có thể là đưa ra những đó xem. Và do hiện tại thì nhà đầu tư chúng ta cần cẩn trọng trong cái việc mở mua mới anh chị ạ. Nếu như nhịp hồi xảy ra, nhà đầu tư nên cơ cấu các cổ phiếu yếu bị vi phạm để bán, cổ phiếu yếu, cổ phiếu kênh dưới đấy để giữ vốn chờ các cái nhóm ngành cân bằng lại anh chị ạ. Đấy, những cái bản tin hàng ngày trong những cái zoom của em luôn là những cái chia sẻ rất là chi tiết như vậy, và anh chị em ta chỉ cần đọc cái đó là anh chị em ta sẽ đưa ra những hành động thực sự là phù hợp anh chị nhá. Đó là về thị trường của chúng ta, đó là vận động của một số cái nhóm ngành mà em vừa chia sẻ đầu video. Thì bây giờ những cái nhóm ngành cổ phiếu nào mà em đánh giá nếu như thị trường của chúng ta thực sự đạt một trạng cân bằng và đó chính là những nhóm ngành cổ phiếu có thể tăng điểm được thì anh chị em chúng ta có thể là chú ý trong những cái phiên tới. Thì anh chị em ta hãy quan sát những cái nhóm ngành cổ phiếu sau cho em nhá. Đầu tiên thì anh chị em chúng ta chú ý cho nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán này chị ạ. Nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành cổ phiếu đã tăng lên trước rồi, nó có quá trình là điều chỉnh trước rồi, và có thể đây là nhóm ngành nó sẽ cân bằng trước so với những cái nhóm ngành cổ phiếu mới đi lên. Có thể anh chị thấy được ngày hôm qua bất động sản nó đi lên đó chị, thì có thể bất động sản sẽ đi lên thêm một đoạn nữa, nhưng nó sẽ phải trước. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị nhìn nhận vào những cái nhóm ngành cổ phiếu đã chỉnh trước rồi, có thể sẽ cân bằng trước và chúng ta sẽ tham gia đối với những cái nhóm ngành cổ phiếu đó anh chị nhá. Đấy, thì nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán là nhóm ngành mà em đánh giá là có thể chúng ta cần phải chú ý trong những cái phiên giờ sắp tới để chúng ta tìm kiếm những cái điểm mua có thể đánh ngắn hạn đối với nhóm ngành cổ phiếu này anh chị ạ. Đấy, chẳng như vừa em nói với anh chị em chúng ta là con cổ phiếu con BDA. Đấy, con cổ phiếu BDA đây thì anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được là sau cái phiên dịch của ngày hôm 18 tháng 3 nó có một phiên giảm điểm rất là mạnh, thì ngày hôm nay có phải nó là một trạng thái giảm điểm tiếp tục để phủ nhận lại anh chị nhá, để phủ nhận lại gần như cái cây rút chân của ngày hôm qua. Nhưng cái khối lượng ngày hôm nay con cổ phiếu BDA nó có một dấu hiệu là kiệt đi, thì đây là một tín hiệu tốt đối với mã cổ phiếu của BDA. Thì trong phiên dịch của ngày mai nó phải làm được câu chuyện như sau thì anh chị em chúng ta mới có thể lấy một cái vị thế để đánh ngắn này chị em. Và nhớ cho em đánh một tỷ trọng là cà phê thôi, chứ chúng ta không đánh con đi nhá. Đấy, bởi vì chúng ta đánh con in có thể rất là rủi ro cho anh chị em chúng ta. Nếu như ngày mai có một trạng thái là có thể sẽ test lại vùng thấp nhất ngày hôm nay là vùng giá khoảng 56.8 mà cuối phiên có thể sẽ vòng lên để trở lại, thì anh chị có thể là đánh một điểm ngắn T cộng cho em. Và thông thường nó sẽ có những nhịp hồi lên cái vùng cạn bên trên là vùng giá khoảng 59.6, vùng giá khoảng 60 bên trên này. Thế anh chị em ta khi hàng về chúng ta bán và sau đó nó sẽ phải test trở lại đã. Test xong thì nó mới có khả năng để đi lên bên trên. Được chưa anh chị? Đây chúng ta mua đáy thứ nhất thì chúng ta chỉ mua tỷ trọng nhỏ cho em thôi, bởi vì sau này test trở lại và chúng ta sẽ có những cái rủi ro nhất định. Nếu như không may test fail thì sẽ rơi tiếp anh chị nhá. Đấy, nó sẽ giống như đây chị này, nó sẽ giống như ở đây. Đấy, chẳng hạn như cái phiên giao dịch của ngày hôm nay nó giống như đây, thì ngày mai nó có xanh nhẹn thì chúng ta sẽ mua cho em nhá. Thì sau đó có thể là nó sẽ tăng thêm một chút và có thể đến cái phiên giao dịch của ngày hôm kia, cái ngày mai anh chị em về buổi chiều có thể sẽ ban đầu sẽ tăng như bên trên, nên chị có thể bán một điểm ngắn hạn và sau đó sẽ test trở lại. Nó sẽ phải test trở lại cái cây đỏ đó và sau đó mới cân bằng và nó sẽ tạo ra một cái giá đi lên, chứ nó không thể nào chị nhá, nó không thể nào nó tăng một mặt lên bên trên. Đấy thì chúng ta mua chỉ đánh một điểm ngắn T cộng thôi, vì có nhiều con cổ phiếu điên nó sẽ mang cho chúng ta những khoản lợi nhuận rất là nhanh nhá. Đấy, nhưng cái quan trọng nhất phải đợi cái điểm test phía sau chúng ta mới đánh với tỷ trọng cao. Đấy là con cổ phiếu mà em thấy được, anh chị em chúng ta có thể là chú ý nhá chị nhá. Hay là con cổ phiếu con SDI, nhiều anh chị em chúng ta hỏi là SDI đã xấu hay chưa, thì ngày hôm nay đơn thuần nó chỉ là một phiên để trả lại điểm cái cây rút chân của ngày hôm qua thôi, và nó vẫn đang gì anh chị có thể thấy được, nó vẫn đang giữ được cái vùng hỗ trợ ở vùng giá khoảng 36 đây nhá. Nó sẽ có vùng hỗ trợ biên dưới vùng giá khoảng 36 đây, thì có thể cái phiên dịch của ngày hôm nay con cổ phiếu của con SDI nó sẽ giống như cái con cổ phiếu giống như các bạn trên đây là khi nó giảm anh nhé, khi nó giảm xuống liên tục những cái phiên giao dịch thì có thể phiên dịch của ngày hôm nay nó giống như cái phiên giao dịch ở đây này. Đấy, nó có 4 phiên giao dịch giảm điểm liên tiếp này, giống như này 1, 2, 3, 4 ạ. Thì có thể trong phiên ngày mai nếu như tốt đúng không ạ, đầu phiên nó giảm nhưng mà cuối phiên có thể sẽ vòng lên bên trên ngay, nó sẽ vòng lên bên trên ngay. Và anh chị em ta muốn mua thì chúng ta chỉ lấy một tỷ trọng nhỏ thôi, và điều kiện là ngày mai nó phải vượt lên lại trên cái vùng giá khoảng 36.5 đây, và sau đó anh chị biết câu chuyện nó sẽ làm tiếp là gì ạ, nó sẽ có thể tăng lên tiếp hoặc nó sẽ phải vòng lại bên trên, nó sẽ test đây anh chị, nó sẽ phải test trở lại thêm về vùng giá khoảng 36.6 này, 36.5 này, sau đó nó cũng một cây vòng lên bên trên thì khi đó nó mới xác nhận là cân bằng và đi lên tiếp được anh chị. Nó sẽ giống y thị trường của chúng ta, tức là thị trường ngày mai có hồi, con cổ phiếu SDI sẽ hồi và sau đó sẽ có phiên test trở lại và sau đó sẽ có phiên vòng cung lên bên trên thì sau đó cũng có điểm đánh. Anh chị hãy nhìn dọn cho đây, chị đã hiểu rõ hơn anh chị. Đấy, sau khi nó giảm anh nhá, sau khi nó giảm này đấy thì nó có phiên hồi, tức là phiên ngày mai. Anh chị cứ gộp thanh ba cho em, anh chị thấy nó sẽ giống nhá. Anh chị gộp hai thanh ba của ngày hôm qua và ngày hôm nay vào đây, anh chị thấy chưa, thì nó cũng phải là một thanh ba bị bán đi cái vô rất là cao ạ. Đấy, nó cũng là thanh ba bị bán vô cao, sau đó ngày mai có thể sẽ là phiên phục hồi, sau phiên phục hồi đó sẽ có một phiên test trở lại. Đấy, tức là nó sẽ còn một phiên để test trở lại đây nữa, và sau cái phiên test đó thì nó có một cái phiên gì bắt đầu hồi phục xanh nhẹ lên bên trên, thì đây là thời điểm mà anh chị em chúng ta sẽ tham gia được an toàn nha, tức là quá trình test đã xảy ra xong rồi. Đấy, thì khi đó chị sẽ tham gia ở cái cây có thể sẽ rơi vào ngày mai là phiên giao dịch của ngày thứ tư, thứ năm, thì đến phiên giao dịch thứ sáu chúng ta sẽ có thể có những điểm mua nó mang tính an toàn hơn. Đối với những ngành cổ phiếu chứng khoán, có điểm mua ngày mai nếu như có hồi chúng ta chỉ mua để đánh T cộng thôi nhá, đánh T cộng, đánh cà phê và tỷ trọng nhỏ cho em, được chưa anh chị? Đấy, nó sẽ phải như đây và sau chúng ta mới kỳ vọng được nó sẽ có một cái nhịp đánh. Chúng ta chưa biết đánh mạnh hay đánh nhẹ nhưng nó sẽ có một nhịp đánh phía sau. Sau khi nó cân bằng được anh chị em, nó sẽ đánh một nhịp ở phía sau, thì khi đánh một nhịp đó thì anh chị em ta sẽ ăn một nhịp T cộng, một nhịp nó sẽ mạnh hơn và có thể sẽ bước vào nhịp chạy phía sau nhá chị nhá. Đấy, anh chị em ta phải chú ý cho em những cổ phiếu chứng khoán trong phiên ngày mai có thể chứng khoán sẽ có sự hồi phục và sẽ tạo hiệu ứng tốt cho thị trường của chúng ta anh chị ạ. Đấy, hay kể những cái mã cổ phiếu như CTS ngày hôm nay nó cũng tương đối là khỏe nhỉ, CTS thì nó tương đối là khỏe nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi thêm cho em thôi. Đấy, CTS thì có thể sẽ hồi phục lên được trong những phiên tới và test trở lại, thì anh chị ấy đợi test trở lại đã thì anh chị em sẽ tham gia được anh chị nhá. Ngày hôm nay thì con cổ phiếu CTS nó hồi lên cái vùng quá là thấp vậy nhỉ, vùng thấp như vậy thì chắc chắn sẽ phải test đâu anh chị nhá. Đấy, thì anh chị chờ trong những phiên tới test trở lại vùng giá khoảng 35.3 đấy anh chị em ta cũng muốn tham gia thì chúng ta tham gia. Còn trong phiên ngày mai thì chúng ta sẽ hạn chế hơn đối mã cổ phiếu con CTS bởi vì cái vôn nó ngày hôm nay hồi phục tương đối yếu anh chị nhá. Hay mã cổ phiếu của AGR anh chị cũng nào phiên hồi phục với vôn thấp. Đấy, thì trong những phiên tới thì có thể con AGR sẽ như sau này, hồi lên bên trên này, test trở lại và anh chị đợi cho em khi nó test trở lại vùng giá khoảng 20 đây mà nó vòng lên được bên trên anh chị hãy đánh cho em mạnh vào, thì sau đó sẽ bước vào nhịp chạy tiếp theo đối mã cổ phiếu của AGR anh chị nhá. Chú cho em cổ phiếu của chứng khoán có thể trong phiên ngày mai con AGR còn tăng mạnh ngay anh chị, AGR hay là con cổ phiếu con CTS tăng mạnh ngay, nó giống như đây chị, nó giống như thị trường, nó giống như con cổ phiếu DG đây, ngày hôm qua có ví dụ cho anh em ta con DG đây đúng không ạ, nó giống như đây chị này. Đấy, sau khi nó giảm mạnh một cây nhá, nó có phiên phục hồi lên một cái vôn rất là thấp này. Đấy, thì có thể trong phiên ngày mai còn kéo tăng trần ngay. Đấy, sau phiên kéo tăng trần đó có thể sẽ đi ngang vài phiên, nó rũ bỏ xuống bên dưới và sau đó có một điểm xác nhận lên thì nó đánh tiếp tục cái trend nó anh chị ạ, nó tiếp tục đánh một cái trend nó rất là mạnh đây nhá anh chị nhá. Đấy, thì chúng ta cứ phải chú ý cho em những ngành cổ phiếu của chứng khoán trong những cái phiên giờ sắp tới. Anh chị em ta có mua cái điểm ngày hôm nay quanh vùng giá 20 đánh giá khá là an toàn, bởi vì em đánh giá đây là cái vùng giá mà khả năng là sẽ cân bằng được này. Đấy, có thể ngày mai sẽ phục hồi ngay và sau đó sẽ cân bằng được đây anh chị nhá. Đấy, sẽ cân bằng được đây và sẽ đi lên phía sau. Đấy, em vẫn đang chờ những ngành cổ phiếu chứng khoán cân bằng được và em sẽ tham gia, và đây là những ngành mà em vẫn muốn anh chị em ta trọng tâm chú ý cho em anh chị nhá. Nó vẫn là những cái cổ phiếu rất là mạnh để chúng ta có thể chú ý. Anh những cái mã cổ phiếu yếu hơn như con cổ phiếu VIX anh chị ạ. Mã cổ phiếu VIX thì ngày hôm nay nó đã giảm điểm để trả lại hoàn toàn cái cây giảm của ngày hôm qua chị ạ. Đấy, tức là anh chị đã hình dung nó cộng hai cây này vào nó sẽ tính ra là một cái cây nằm sàn nhá. Thì sau một cây đó thì có thể trong phiên dịch của ngày mai con này sẽ hồi phục lên bên trên. Sau khi hồi phục lên thì anh chị chú cho một câu chuyện là nó có hồi phục lên bên trên đấy thì nó cũng sẽ có quá trình test trở lại, thế anh chị em ta muốn mua đợi quá trình test và sau nó mới đánh có thể đánh được. Nó giống như cái đoạn đây chị nhá. Sau khi nó có một cây nằm sàn này, đấy thì nó có phiên gì ngày mai có thể sẽ hồi phục lên nhá, so sẽ test trở lại, so mấy gì hồi phục lên bên trên, so có nhịp đánh lên bên trên test lại đỉnh. Đấy, thì anh chị em chúng ta nhá, muốn mua con cổ phiếu con CTS VIX nhá, thì trong phiên ngày mai nếu như có test trở lại cái vùng giá bên dưới là vùng giá khoảng 19 bên dưới mà cuối phiên nó có rút chân xanh nhẹ lên bên trên ấy, thì anh chị em chúng ta lúc đó chỉ mua cái tỷ trọng nhỏ thôi nhá, mua tỷ trọng nhỏ thôi mà chỉ đợi cho em cái phiên nó test trở lại tiếp cái vùng giá khoảng 19.3 đây mà thành công ấy, và nó vòng lên bên trên thì khi đó chị sẽ mua gia tăng ra và có thể chúng ta sẽ ăn một cái nhịp ít nhất nó sẽ quay lên test lại vùng giá khoảng 21.x ở bên trên này nhá. Đấy, thì anh chị em ta chú cho em con cổ phiếu con VIX cũng được trong những phiên sắp tới xem nó cân bằng được hay không để chúng ta sẽ có thể là tìm kiếm điểm mua, hoặc là anh chị em ta có đu bên trên thì chúng ta sẽ tìm kiếm điểm cân bằng ở dưới chúng ta mua vào để chúng ta sẽ cho cái giá vốn thấp xuống, khi nó nổ lại bên trên thì chúng ta sẽ bán ra nhá chị nhá. Đấy, ngành chứng khoán là nhóm ngành mà em đánh giá nó cũng đang rất là ổn thôi anh chị ạ. Chỉ có những cái mã cổ phiếu yếu như con VND chúng ta sẽ hạn chế, tức là chúng ta sẽ hạn chế tham gia với những cái mã cổ phiếu như VND bởi vì nó yếu thường sẽ chạy tương đối là chậm anh chị ạ nhá chị nhá. Đấy, thì anh chị em tài chú cho em cổ phiếu chứng khoán trong những phiên ngày tiếp theo. Nếu như phiên ngày mai nó có hồi lên bên trên với cái trạng thái là nhẹ nhàng thì anh chị em ta lấy đánh một điểm ngắn T cộng, nhưng nhớ cho em nó sẽ phải test nhé, nhớ cho em con cổ phiếu AD nó sẽ là cái ví dụ để anh chị em ta sẽ thấy này. Đấy, ngày mai có giảm xuống bên dưới nó có hồi lên bên trên mạnh đi thì sau nó sẽ test này, test xong nó phải hồi này. Đấy, tức là 4 tháng 3 này chúng ta bắt đầu mua được vàng thì so cho mình kỳ vọng được những đỉnh đánh anh chị nhá. Hay một cái mã cổ phiếu nhỏ một cái mã cổ phiếu trong những nhóm ngành khác như con cổ phiếu Web chị. Con cổ phiếu Web ở đây thì em đang thấy được là nó đang có quá trình là siết cái biên rồi. Bây giờ cái điều mà nó cần ấy, chỉ là thị trường chung của chúng ta thuận thôi. Đấy, đang siết cái biên vào hình tam giác đây chị. Đấy, thì em cũng đang kỳ vọng con cổ phiếu Web này nó có thể là sẽ có những trạng thái bật tăng trong những phiên giao dịch tiếp theo, khi mà trong những phiên gần đây nó có những cái vol test lại tương đối là thấp rồi chị. Đấy, test lại vùng đáy và ngày hôm nay nâng đáy lên bên trên. Thì trong phiên dịch của ngày mai nhá chị nhá, trong phiên dịch của ngày mai một con cổ phiếu Web ấy, đầu phiên có thể sẽ giảm xuống một chút nhưng mà cuối phiên mà nó có thể vòng cung trở lại bên trên này. Đấy, tức là nó xác định được cái quá trình test đáy của nó có thể là đã tốt rồi. Đấy, thì anh chị em chúng ta có thể là tham gia lấy cái vị thế cho em đối mã cổ phiếu con Gách ở đây chị nhá. Đấy, nếu như ngày mai con cổ phiếu Gách ấy, đầu phiên nó giảm xuống bên dưới nhưng mà cuối phiên nó đóng xanh và có thể đóng ở trong cái vùng giá khoảng 22.8 22.9 ấy, anh chị em chúng ta có thể mua được và có thể chúng ta sẽ kỳ vọng một nhịp nó đánh ở trong phiên thứ năm nhá. Đấy chị chú trong con cổ phiếu Gách. Ngày hôm nay thực ra nó gặp yếu tố chung bị bán ấy, thì nó cũng bị bán theo thôi, nhưng cái vôn bán của nó chị thấy không, nó rất là bé đây rồi. Đấy thì chúng ta chờ đợi sẽ cân bằng ở đây, siết được cái biên đây để nó bật tăng trong những phiên sắp tới. Anh chị nhìn lên cái chặt tuần của nó cũng rất là đẹp anh nhá. Chặt tuần con Gách ấy, nó cũng đang tương đối là đẹp anh chị. Đấy, nó đang là một cái tuần test trở lại cái cây của giao dịch của ngày hôm mùng 4 tháng 3 thôi. Đấy, và vôn đang rất là thấp đây. Đấy, nó chỉ cần cân bằng và siết được cái biên đây thôi thì có thể chúng ta sẽ kỳ vọng bật tăng ở tuần sau cũng được, hoặc là bật tăng trong tuần sau nữa đấy. Nó chỉ cần như vậy thôi chị nhá. Đấy, đây trên chart tuần con cổ phiếu Gách nó đang siết cái biên rất là tốt rồi và chúng ta nhìn thấy được những cái trạng thái nó bóp bem đây rất là chặt rồi, thì rất là hy vọng con cổ phiếu Gách này sẽ là con cổ phiếu hòa sóng nhá. Khi mà cái nền tảng giá nó rất là ok, bây giờ nó chỉ cần chờ yếu tố thị trường của chúng ta ấy, ủng hộ nó chị. Đấy, nó đang có cái trình là siết cái biên đây chị. Đấy chị ạ, nó đang siết cái biên đây rất là chặt rồi thì chúng ta sẽ hy vọng nó sẽ có là con cổ phiếu sẽ tỏa sáng trong đoạn sắp tới anh chị nhá. Đấy, đây là con cổ phiếu con Gách mà em đang quan sát rất là kỹ để em có thể là tìm kiếm những điểm mua để em gia tăng thêm những vị thế đối mã cổ phiếu Gách anh chị ạ. Đấy, còn những cái nhóm ngành cổ phiếu khác ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy được như nhóm ngành cổ phiếu bất động sản thì nó là phiên test trở lại, và cái phiên test ngày hôm nay con cổ phiếu những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản thì nó là cái vol tương đối thấp thì đánh giá đấy là vận động bình thường anh chị nhá. Ví dụ anh chị nhìn thấy như con cổ phiếu DG ngày hôm qua tăng rất là tốt thì ngày hôm nay nó là phiên no demand 3 với cái khối lượng thấp như vậy thì đó là một tín hiệu tốt. Thì với một phiên no demand 3 đó và nó test lại vùng đỉnh cũ của chị, vùng hỗ trợ đỉnh cũ ấy, trước đây là vùng kháng cự thì nó vượt qua thì bây giờ test trở lại quanh vùng giá khoảng 29.9 vùng giá 30. Với vol test ngày hôm nay thấp như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng là trong phiên ngày mai con cổ phiếu đích nó sẽ có những trạng thái là hồi phục trở lại anh chị nhá, hồi phục trở lại. Bởi vì ngày hôm nay nó cũng gặp một cái áp lực bán rất là mạnh của cái cây vol khá là cao ngày 15 tháng 3 ấy, thì nó có dấu hiệu bị bán ngược trở lại thôi. Thì trong phiên ngày mai nếu như nó duy trì được một trạng thái là có thể cuối phiên nó đóng xanh lên quanh vùng giá khoảng 30.5, đó một cái vận động tốt anh chị nhá. Còn nếu như ngày mai ấy, mà nó không làm được câu chuyện đó, nó giảm tiếp xuống bên dưới này thì đó lại là một trạng thái rất là xấu đối mã cổ phiếu DG và có thể nó là một cây bull trap nhá. Thế anh chị em tại chú trong ngày mai nếu chị có mua trong cái cây giao dịch của ngày hôm 18 tháng 3 mà về nó có những trạng thái ngày mai tiếp tục giảm sâu xuống bên dưới ở thấp nhất làm giá khoảng 28.7 28.8 chúng ta phải xử lý nhá. Bởi vì sau cây đó nó sẽ xác định là một cây bull trap và thường sẽ như vậy chị, và nó sẽ có thể sẽ bị rũ bỏ mạnh xuống bên dưới, nó cân bằng bên dưới này trước khi nó có thể bật tăng ở những nhịp tiếp theo nhá. Anh chị em mà chúng ta chú ý trong con cổ phiếu con DG trong phiên dịch của ngày mai nếu như nó không xanh được trở lại, nếu như nó không có trạng thái hồi phục lên thì nó sẽ khá là yếu anh nhá. Đấy anh chị chú cho em. Còn hiện tại nó vẫn đang ổn sau phiên ngày hôm nay thì em đang thấy được nó vẫn chưa có tín hiệu gì quá là xấu khi chỉ làm phiên test trở lại với vol thấp. Chúng ai gọi đây là phiên no demand 3 sau một cây bật tăng mạnh anh chị nhá. Hay những con mã cổ phiếu như TCH đây, anh chị em nó có thể nhìn thấy được là trong phiên ngày hôm nay nó cũng bị bán ngược trở lại vô thấp thì đây một tín hiệu tương đối là tốt thôi, không vấn đề gì cả. Thì trong những phiên tới nó có thể sẽ test trở lại cái vùng giá khoảng 13.7 đây. Nếu như quá trình nó test lại vùng giá 13.7 đây mà cái khối lượng giao dịch của nó cứ cạn kiệt dần đi mà nó chỉ cần vòng lên trở lại thôi là anh chị em nó có thể tham gia được đối mã cổ phiếu TCH. Hiện tại đang gặp cái vùng kháng cự đỉnh cũ đây thì nó sẽ phải rung nắp thôi anh chị nhá, nó không vấn đề gì cả. Với cái vốn bán ngày hôm nay thì nó vẫn rất là ổn thôi. Đấy thì anh chị em ta có thể chú ý những cái mã cổ phiếu tăng trần trong cái phiên dịch của ngày hôm qua của nhóm bất động sản nhá, là con cổ phiếu TCH và con cổ phiếu của DG. Có những cái mã cổ phiếu như PR hiện tại thì đang vận động hơi yếu hơn một chút. Thì đối với mã cổ phiếu PR ngày hôm nay nó bị bán với cái vol cũng khá là cao hơn trung bình của hai phiên đấy, thì có thể con cổ phiếu PR nó lại quay trở lại vùng 28 nó test tiếp anh chị. Đấy, con PR sẽ yếu hơn một chút anh chị nhá. Thực ra tới anh chị chú ý vào những cái mã cổ phiếu như DG hay TCH xem quá trình nó test trở lại sẽ là sao. Nếu như con DG nó vẫn lăn quanh ở đây hoặc quanh vùng giá khoảng 29.5 vùng giá 30 thì nó sẽ khá là ok nhá. Chỉ là một trường hợp ấy nó đóng sâu quá bên dưới chị, nó đóng sâu xuống cái vùng giá thấp nhất cây tăng của phiên dịch của ngày hôm 18 tháng 3 thì nó sẽ bị yếu đi nó sẽ phải rũ bỏ rất là nhiều chị ạ, và khi đó những nhà đầu tư mắc kẹt này sẽ bán ra, và khi đó thì cổ phiếu sẽ mất nhiều thời gian để cân bằng hơn nhá. Thì anh chị em ta phải xem dữ liệu, chúng ta sẽ đưa ra hành động cụ thể anh chị ạ, được chưa? Đấy, còn những cái mã cổ phiếu như NLG thì hiện tại nó vẫn đang trả điểm lại kênh ngày hôm qua thôi, thì có thể trong những phiên tới con này sẽ cân bằng được chị nhá. Đấy, sẽ cân bằng được quanh đây. Đấy, sẽ quanh cân bằng ở đây và sẽ tăng điểm lên bên trên nhá. Đấy, con cổ phiếu của NLG hiện tại thì vẫn đang rất là ok, chị mua ở những vùng nền tảng giá bên dưới chị vẫn có thể giữ được chị nhá. Còn chị mua đu bên trên cao thì chúng ta phải đưa ra những cái phương án để chúng ta xử lý tài khoản của mình anh chị ạ. Đấy là nhóm ngành cổ phiếu bất động sản thì em thấy vẫn rất là ok, đúng không ạ? Còn nhóm cổ phiếu thép thì anh chị thấy được, như con cổ phiếu năm kim như mà em chia sẻ đầu video ấy, thì với cái trạng thái ngày hôm nay của nó tăng với vun rất là cao nhưng mà không đóng cao nhất ấy, thì có thể sẽ có những cái phiên là sẽ phải test trở lại đây chị, sẽ phải test trở lại đây đã. Đấy, phải test trở lại, có thể test lại cái kênh xuống đây trước khi chúng ta kỳ vọng vào một cái phiên đánh tiếp theo của nó chị. Đấy, nó có thể giống như con cổ phiếu nó giống như con cổ phiếu con cổ phiếu của dòng bán lẻ ấy chị, DGVK. Đấy, nó có thể giống như con DGVK ở đây chị. Sau khi có một phiên tăng với dòng tiền vào rất là mạnh nhá, nó không được tăng trong một trạng thái là đóng cao nhất, thì sau đó sẽ có những phiên nó sẽ rũ trở lại 1/2 cái cây giảm đó, cây tăng đó, và sau đó nó mới xác nhận được bằng cây có thể một cây tăng phía sau. Đấy thì hiện tại con cổ phiếu con NKG nó cũng như vậy, nó cũng nổ và nó không vượt từ cao nhất, thì có thể nó sẽ phải có quá trình rũ trở lại và có thể sẽ rũ về vùng giá khoảng 24.5 đây. Đấy, rũ về đó và sau này chúng ta sẽ tìm kiếm điểm mua đây, và những điểm mua đây là những điểm mua an toàn hơn khi mà nó đã chạm vùng cản rũ trở lại này, và vòng cung nên chúng ta sẽ mua chị nhá. Nó giống như con cổ phiếu DGVK ở trong những cái phiên khi nó rũ trở lại đây chị. Đấy thì chị em ta vẫn chú ý con cổ phiếu NKG cho em, nhưng đợi khoảng 3-4 phiên nữa xem quá trình nó rũ trở lại, nó test trở lại đây xem là sao đã thì chúng ta mới mua được anh chị nhá. Đấy thì chú ý cho con cổ phiếu con NKG, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý cho con cổ phiếu NKG trong những phiên tới xem quá trình test là sao. Còn những cái mã cổ phiếu khác cùng dòng như con cổ phiếu Hoa Sen đoạn này thì nó sẽ hơi yếu chị nhá. Hoa Sen hơi yếu này, HTG cũng sẽ hơi yếu. Thế anh chị tập trung vào con cổ phiếu Nam Kim. Cái ngày hôm nay cái dòng tiền vào Nam Kim là tương đối là mạnh, được chưa? Đấy, đợi quá trình test trở lại xem ra sao. Đấy, hy vọng nó test trở lại ổn thì chúng ta sẽ tìm kiếm những điểm mua, giống như con DGVK nhé. Nhớ cho cái ví dụ con DGVK. Đấy. Thì hay con DGVK cũng được anh chị ạ. DGVK ngày mai chúng ta có thể là mua để chúng ta đánh một cái nhịp, tức là test đỉnh anh chị nhá. Test đỉnh thường nó sẽ như sau này. Ngày mai nó sẽ bắt đầu sẽ chạm về cái vùng hỗ trợ đầu tiên đấy. Có thể sẽ về cái vùng gap ở vùng giá khoảng 63.3, 63.4 này. Đấy thì 63 nhá, thì có thể test vào đó mà nó rút chân được lên đấy thì chúng ta sẽ mua được, và chúng ta sẽ chờ nhìn đánh tiết đỉnh, thường sẽ test đỉnh bên trên này thì sau nó mới vòng trở lại nhá. Đấy thì đó là mã cổ phiếu DGBK, nó sẽ giống như anh chị này, nó sẽ giống như những cái trạng thái đây, khi mà nó có những cái phiên khi mà nó tăng lên bên trên này nó sẽ có những quá trình điều chỉnh này. Đấy, khi điều chỉnh với những đường MA10 thì nó sẽ có những cái vận động là gì xanh trở lại, thì anh chị em mua những phiên xanh đó có thể sẽ quay lên là test đỉnh ở bên trên. Đấy, test đỉnh này bên trên thì chúng ta sẽ bán ra anh chị, hay giống như đây chị này, khi nó giảm xuống này chạm MA10 nó sẽ quay lên test đỉnh. Đấy thì đối mã cổ phiếu con DGVK ấy, ngày mai có thể là anh chị em chúng ta đánh một nhịp đánh được test đỉnh, nếu như nó test về vùng giá khoảng 63 sau rút chân này xanh nhẹ này thì chúng ta sẽ mua, chúng ta đợi nó quay lên vùng giá khoảng 68 này anh chị em chúng ta sẽ bán ra nhá, test đỉnh này. Đấy, đây là những cái mã cổ phiếu mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. Hiện tại anh chị lưu ý cho em nhé, những cái vị thế anh chị em ta mua chỉ phù hợp với anh chị em chúng ta đánh T cộng thôi, đánh nước ngắn thôi, thì đi với tỷ trọng nhỏ cho em, và thị trường sẽ cần thêm quá trình cân bằng, và có thể là đến 3-4 phiên tới nếu như thị trường cho thực sự là cân bằng được trở lại thì khi đó em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta những tín hiệu tốt hơn, và khi đó em sẽ có thể là đưa cho anh chị em chúng ta những cái mã cổ phiếu và một cái điểm mua nó một cách chắc chắn hơn. Còn hiện tại thì những cái dữ liệu chúng ta đưa ra đang là dự báo, bởi vì ngày mai có thể chúng ta chưa chắc chắn 100% sẽ hồi, nhưng em đang kỳ vọng với những cái phiên test ngày hôm nay như vậy thì có thể ngày mai sẽ hồi, và hồi lên thì chị biết sẽ làm gì rồi chị nhá. Nhớ cho em vừa đưa hành động rồi, và mua thì mua tỷ trọng nhỏ thôi, đấy đừng có mua tỷ trọng cao hoặc là sẽ rủi ro cho anh chị em chúng ta. Thì cảm ơn chị, và anh chị nhớ like video của em anh chị nhá. Anh chị xem video, anh chị nhớ like video của em, cũng như anh chị em ấn vào phần đăng ký kênh để những video tiếp theo anh chị em ta sẽ là người cập nhật đầu tiên. Và anh chị em chúng ta có thể tham gia một trong hai cái link Zoom cộng đồng của em đây, ở bên dưới phần bình luận của video có ghim lên đầu tiên đấy, hoặc là bên phần mô tả video thì anh chị hãy tham gia một trong hai đường link đó, anh chị nhập mật khẩu 12456 cho em. Và anh chị em chúng ta nếu như thấy cái phương pháp đầu tư của em và anh chị em ta phù hợp với nhau thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia với hệ thống khách hàng của em. Nếu như anh chị đã có tài khoản tại VPS hoặc TCS, anh chị có thể gắn ID của em, và anh chị có thể tham gia theo hình thức là hội viên thu phí anh chị nhé. Và anh chị em chúng ta đang có cái nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia với team của em. Về chi tiết cái nội dung là sao chị hãy xem lại video trên kênh của em có ghi ở phần đầu tiên trong cái trang chủ của em nhé, đây cái video đó chị nhé. Cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta sẽ có những phiên giao dịch tiếp theo gặp nhiều may mắn.